Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một cái mẫu mixer 16 kênh của thương hiệu SS Sound. Thì cái mẫu này là GX16USB. Thì đợt trước mình đã có làm một cái video về cái mẫu 12 kênh rồi, GX12USB. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu đến tiếp các bạn cái mẫu 16 kênh GX16USB. Thì đây là một cái mẫu mixer khá là chất lượng của thương hiệu SS Sound. Nó có đầy đủ các cái tính năng, có thể kết nối Bluetooth hoặc là phát nhạc MP3 trực tiếp trên mixer, cũng như là có effect. Nói chung là đầy đủ tất cả các tính năng. Bên cạnh đó nó cũng có một cái mức giá khá là mềm, hàng chính hãng, nhập khẩu chính ngạch, có giấy tờ đầy đủ. Thì chắc chắn các bạn sẽ ít thấy cái mẫu này trên thị trường. Thì đây là một cái dòng mixer bên mình chuyên làm cho các cái dự án thôi, cũng ít có bán lẻ, nên có thể các bạn sẽ ít thấy. Thì bên mình làm dự án thì thường lắp cho các cái hội trường, cũng như là mình làm hay làm các cái bộ âm thanh lưu động cho các thôn xã. Thì mình cung cấp các cái mẫu này rất là nhiều. Thường một dự án đó mình sẽ làm khoảng vài bộ hoặc đến vài chục bộ, từ Bắc chí Nam rất là nhiều. Thì đến thời điểm bây giờ vẫn chưa thấy một cái mẫu nào, một cái bàn mixer nào bị lỗi cả. Rất là chất lượng, nên mình cũng rất là tự tin để giới thiệu đến cái mẫu này đến các bạn. Thì nếu các bạn có nhu cầu về một cái bàn mixer 16 kênh đầy đủ tính năng, giá tầm tiền, cũng như là giấy tờ đầy đủ, hàng chính hãng, và nếu các bạn không có đặt nặng lắm về vấn đề thương hiệu, thì đây là một cái sản phẩm rất là tuyệt vời. Ok, thì giờ chúng ta sẽ cùng nhau khám phá qua cái bàn mixer 16 kênh này nhé, SS Sound GX16USB. Thì nhìn qua cái mẫu này được thiết kế khá là đẹp. Nó cũng có cái form na ná như cái dòng MGB của Yamaha. Thì nó có 16 kênh, nó chia làm 2, bên này 8 kênh và bên này 8 kênh. Thì những cái chính bộ trung tâm nó làm ở giữa, 1 đến 8 nó làm hoàn toàn là mono, từ 1 tới 16. Thì mỗi kênh, trên mỗi kênh thì nó sẽ có nguồn phantom này, đây là nút nguồn phantom, gain, low cut, cắt bass, 4 cái EQ, 3 cái up, nút re, nút effect và nút balance. Đây là nút on off cho từng kênh. Các cái nút kiểm tra tín hiệu này, solo, đưa ra các cái rub 1, 2, 3, 4 và đưa ra đường chính main. Rồi, 16 kênh giống nhau. Thì trên này nó có nút để chúng ta có thể kết nối với Bluetooth, thì chúng ta có thể phát nhạc trực tiếp từ Bluetooth qua đây cũng được. Đây là cái cổng để chúng ta có thể kết nối với máy tính để thu âm. Đây là effect kỹ thuật số, 256 chương trình thì chúng ta có thể chỉnh. Đây là nút chọn chương trình và đây là chút hiệu ứng cho cái chương trình đó. Đây là nút để chúng ta chọn chương trình để chơi nhạc MP3 và USB ở đây. Đây là nút dừng hoặc là ghi. Đây là volume, hai cái EQ cho MP3 Bluetooth. Rồi, đây là nút nguồn tổng của cái 48V. Đây là hai cái dãy đèn để kiểm tra tín hiệu, chúng ta có thể xem cái cường độ tín hiệu ở đây. Đây là cổng full. Ở trên này nó có hai cái EQ, hai cái EQ 9 bên, hai EQ 9 bên. Up, CD, In, Phone. Rồi, nó có 4 cái đường sub ở đây, 4 đường sub group. Thì nó có thể chọn đưa tín hiệu ra trái hoặc phải. Đây là đường main chính. Đây là effect, fader cho effect, fader cho MP3 Bluetooth.
Rồi, đó là tất cả cái mặt trước của cái bàn mixer này, khá là đầy đủ. Nó có sub, nó có 4 cộng rub, có effect, có MP3, có Bluetooth, có EQ, rất là đầy đủ. Ok, giờ chúng ta sẽ xem cái mặt sau một tí. Bên hông làm khá là đẹp. Na ná cái mẫu MGB của Yamaha. Hai cái này nó làm bằng mũ su. Ok, thì đây là mặt sau. Thì 16 cây như nhau thì chúng ta sẽ coi một bên thôi cũng được. Thì đây nó có nút insert, mỗi cây nó có insert, có đường line in và đường mic Canon, rất Canon. Rồi 16 cây như nhau. Các ngõ ra thì nó có 4 cái ngõ sub ra nè, out, stereo, up return, up send 1 2 3, fx out, room out. Đây là đường tap in tap out, chúng ta có thể gắn CD mở nhạc đó. Đây là đường chính, hai cổng Canon và hai cổng sâu ly. Đây là dây cắm nguồn, công tắc nguồn. Rồi, đơn giản vậy thôi, rất là đầy đủ. Ok, thì mình vừa giới thiệu qua các cái nút phím cũng như là các cái rắc cắm phía sau của cái bàn mixer này. Thì đây là một cái mẫu mixer với đầy đủ chức năng, 16 kênh thì rất là thích hợp cho chúng ta chơi những cái địa điểm như là hội trường nè, sự kiện, nhà hàng, quán bar, hoặc là chúng ta có thể trang bị cho những cái âm thanh lưu động ở thôn, xã, phường, vân vân. Đầy đủ tính năng, hàng chất lượng, bảo hành 1 năm, giấy tờ đầy đủ. Bên cạnh đó nó cũng có một cái mức giá khá là mềm. Thì nếu các bạn không có yêu cầu quá cao về thương hiệu thì đây là một cái sản phẩm, đây là một sự lựa chọn tuyệt vời. Đây là mẫu SSL GX16USB, thì chúng ta có thể mở nhạc bằng Bluetooth hoặc là USB. Ok, thì các bạn có thể tham khảo thêm cái sản phẩm này tại cái đường link website mình có để ở phần chú thích bên dưới. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Vui lòng nhấn like và đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở các video sau. Cảm ơn các bạn.